Thực ra ở Long Xuyên có ngôi miếu như vậy, nhưng câu chuyện á hoàn toàn không giống như là những gì mà tên nhà văn đó viết. Dạ em hiểu rồi. Như vậy á em có cách để nói chuyện với cô ba rồi. Không cần đâu, không cần cậu kể lại với con Hân. Tôi có việc cho cậu làm đây. Dạ. Cậu làm một chuyến về Long Xuyên cho tôi. Để làm gì anh Long? Cậu đến miếu ông ba ở Long Xuyên hỏi thăm xem có gần đây có ai lai giảng hay tìm hiểu về ngôi miếu không. Nếu có thì tìm hiểu xem người đó là ai. Dạ, để em bàn giao công việc cho mọi người. Em đi ngay. Vậy nghe. Dạ. Tôi sẽ cho ông rất là nhiều tiền, nhưng mà ông phải nói thiệt. Tôi sẽ nói thật với cậu, nhưng mà tôi không có nhận tiền. Có phải chuyện ma quỷ cái miếu là do ông làm không? Không có, tôi đâu dám làm chuyện đó. Ông cố ý làm cái miếu linh thiêng để dân chúng đổ xô tới cái miếu đó cúng, ông được lòng. Làm gì có, cậu nhìn đó. Nếu như mà người ta tới cúng kiến nhiều á thì cái miếu đâu lành lẹm như thế này. Dân chúng bây giờ người ta khôn lắm, người ta không tin vô ba cái chuyện mà thằng thánh ma quỷ gì đâu. Nhưng mà gần đây á có một nhà văn người ta tới viết về cái miếu này, nên có nhiều người người ta tới. Nhưng mà ta chỉ có coi chứ có ai cúng kiến gì đâu. Sao biết nhà văn nó viết cái miếu đó? Lỡ còn viết về cái miếu khác thì sao? Chắc chắn là về cái miếu này, tại vì người ta tới hỏi tôi mà. Ông có biết cậu ta tên gì không? Nhà văn Duy Long. Cậu cũng coi đăng báo mà. Chuyện dài nhiều kỳ của nhà văn Duy Long. Ở đây mà ông cũng xin đọc báo hả? Tôi thì không có biết chữ, nhưng mà tôi nghe người ta nói như vậy. Nhưng mà cái chuyện mà cậu ta tới tìm tôi là có thiệt nè. Cậu ta còn hỏi tôi cặn kẽ về câu chuyện á. Tôi hiểu rồi. Nhưng mà cậu ta có nói là cậu ta sinh ra ở đây không? Không. Nghe tiếng hình như là người Sài Gòn. Cậu ta đi cùng với một cô gái trẻ. Hình như hai người đó là bạn bè. Thôi được rồi, tôi cảm ơn ông. Thôi tôi không nhận tiền đâu, tôi đâu có làm gì đâu mà cậu cho tôi tiền. Mà cậu có cần hỏi gì nữa không? Thôi đủ rồi, tôi cảm ơn ông nhiều. Vậy thôi, tôi xin phép cậu tôi về nha. Thôi chào cậu. Nếu cậu ta về đây thì chắc chắn sẽ đi gặp một người. Đây là vợ nhỏ của tao, còn vợ lớn ngồi trên kia kìa. Vợ con cái nữa nghe, vợ nhỏ. Hết tất cả rồi. Hết gì mà hết. Ông cứ uống hết đi, tôi cho tiền ông mua rượu mới. Ăn cơm. Ăn cơm. Ăn cơm. Thôi, tôi không phải ăn trộm. Tôi là trợ lý của anh Lâm, anh của ông đó. Ông không nhớ tôi hả? À, có chút nhớ nhớ. Ông nhận ra tôi rồi phải không? Nhận ra mày để làm cái gì? Mày làm trong công ty của anh tao thì mày cũng giống như con chó đi theo đuôi chủ thôi. Ông không nhận ra tôi cũng không sao, nhưng mà ông cho tôi hỏi, nhà văn Duy Long á có tới tìm ông không? Nhà văn à? À,
cái thằng nhà văn mà Ngân nó thích đó hả? Đúng rồi, nhà văn mà cô ba thích đó, cậu ta có tới tìm ông không? Ngân nó thích thì tìm Ngân hỏi, mắc mớ gì mày hỏi tao? Chuyện cô ba thích là một chuyện khác, còn cậu ta tới đây tìm ông á để hỏi giờ miếu quan khóc, ông có biết không? Mày nói cái gì? Hả? Mày nói cái gì vậy? Cậu ta tới tìm ông á là vì ngôi miếu quan khóc, hoặc hỏi ông về miếu ông ba. Tao không biết gì hết. Tao không có giết người. Tao không có giết người. Tại sao tôi mặc cái đổ lỗi cho tao là sao? Đi! 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 Tao không có giết người. Đi! Đi ra khỏi nhà tao! Đi! Tao không có giết người mà. Tao không có giết người. Kính mời quý khán giả đón xem diễn biến tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Rồi 30 năm sau, 20 giờ từ thứ Hai đến thứ Bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1, và xem lại độc quyền trên truyền hình Vĩnh Long Y, tải app ngay trên Google Play và App Store.